Chúng tôi là Trọng Thắng xin gửi lời chào thân ái đến quý khán giả đang theo dõi chương trình tin tức trong ngày hôm nay Mở đầu chương trình mời quý vị theo dõi phần tin Hoa Kỳ ngay sau đây Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Tenley Yến Số điện thoại 714-418-9788 Hoặc vào trang mạng tiệm yến.com Với các sản phẩm đông trùng hạ thảo nhụy hoa nghệ Tây Saffron bản tin đầu trong chương trình của chúng tôi cho biết là ngoại trưởng của Hoa Kỳ ông Antony Blinken đến thăm Trung Đông giữa căng thẳng của Israel và Palestine. Tổng đài xã EAP đưa tin trong ngày hôm nay 30 tháng 1 cho hay. Ngoại trưởng Blinken đã tới Ai Cập trong ngày 30 tháng 1 và bắt đầu một chuyến thăm chính thức kéo dài 3 ngày ở khu vực Trung Đông với mục tiêu là củng cố mối quan hệ với chính quyền của Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu và hạ nhiệt căng thẳng giữa hai quốc gia Palestine và Israel. Sau khi tới Ai Cập thì ngoại trưởng Blinken cùng ngày 30 tháng 1 sẽ di chuyển tới thành phố Jerusalem để gặp gỡ cùng với Thủ tướng Israel ông Netanyahu. Theo thông tin trên The Guardian, tới ngày 31 tháng 1, thì Ngoại trưởng của Hoa Kỳ sẽ đến thành phố Ramallah để gặp gỡ với nhà lãnh đạo Palestine là ông Mahmoud Abbas. Chuyến thăm của Ngoại trưởng Blinken đã được lên kế hoạch từ trước với mục tiêu là xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với chính phủ cánh hữu mới của Israel. Tuy nhiên, tầm quan trọng của chuyến thăm đã được nâng lên tới mức độ mới vì tình trạng bạo lực gia tăng giữa Israel và Palestine. Trong ngày 26 tháng 1 vừa qua, có 10 người đã bị thiệt mạng trong một cuộc đột kích của quân đội Israel vào một trại tị nạn ở thành phố Jenin. Đây là một cuộc đột kích có thương vong lớn nhất trong nhiều năm qua. Chính quyền của Israel cho biết là mục đích của cuộc đột kích ngày 26 tháng 1 là để loại bỏ các phần tử Hồi giáo cực đoan đáp trả lại vụ tấn công của Israel một người Palestine trong ngày 27 tháng 1 đã xả súng vào đám đông đang tụ tập trước hội đường Do Thái ở phía đông của thành phố Jerusalem, khiến cho 8 người bị thiệt mạng. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là Vernon Patel đã lên án các vụ tấn công nói trên và đồng thời cho hay chuyến đi tới Trung Đông của Ngoại trưởng Blinken sẽ có mục tiêu kêu gọi các bên liên quan có một biện pháp nhằm giảm leo thang căng thẳng. Những vụ tấn công gần đây giữa Israel và Palestine có nhiều khả năng cũng nằm trong nội dung của cuộc gặp gỡ vào ngày 30 tây tháng 1 giữa Ngoại trưởng Blinken và Tổng thống Ai Cập là ông Abdel Fattah al-Sisi. Ai Cập trong nhiều năm qua đã đóng một vai trò là bên hòa giải cho những căng thẳng và xung đột trong khu vực của Trung Đông. Tiếp nối là bản tin cho biết là Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ ông Lloyd Austin đến thăm Nam Hàn. Trong ngày 30 tháng 1, thông đất xã CNN dẫn nguồn tin của John cho biết là Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ đã đến Hán Thành và dự kiến sẽ có một cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Nam Hàn là ông Lee yong suk để thảo luận về tình hình trên bán đảo Đại Hàn và các vấn đề an ninh khác. Chiếc máy bay y 4 b Nightwatch chở Bộ trưởng Austin đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Osan ở Pyeongtaek vào lúc 4 giờ 30 chiều ngày 30 tây tháng 1 theo giờ địa phương. Tư lệnh của các lực lượng Hoa Kỳ ở Nam Hàn là ông tướng Paul Camera đã có mặt để chào đón ông Austin. Chuyến đi của ông Austin đã diễn ra trong bối cảnh hán thành và hoa thịnh đốn, thúc đẩy các cuộc tập trận quân sự chung cũng như là sự phối hợp an ninh ba bên với Nhật Bản. Trong cuộc gặp gỡ dự kiến vào ngày ngày mai 31 tháng 1, ông Lloyd Austin và ông Lee yong sup sẽ thảo luận về những nỗ lực chung để tăng cường độ tin cậy của biện pháp ứng phó Hoa Kỳ. Theo các nhà quan sát, hai bên có thể thảo luận về cuộc tập trận mà các quốc gia đồng minh dự kiến sẽ tổ chức tại Hoa Kỳ vào tháng tới theo kịch bản quân sự trên bán đảo Đại Hàn và một loạt các vấn đề khác cùng quan tâm. Bộ trưởng Quốc phòng của hai nước cũng có thể thảo luận về cách thức bổ sung thỏa thuận hội nghị thượng đỉnh ba bên của năm ngoái giữa các nhà lãnh đạo của Nam Hàn, Hoa Kỳ và Nhật Bản nhằm chia sẻ dữ liệu cảnh báo hỏa tiễn trong thời gian thực trước các vụ thử hỏa tiễn gần đây của Bắc Hàn. Tin từ Florida, bản tin cho biết là thống đốc DeSantis có dấu hiệu sẽ khởi động tranh cử tổng thống năm 2024. Cuộc tranh cử tổng thống năm 2024 đang có một dấu hiệu khởi động khi có tin cho rằng thống đốc Florida ông Ron DeSantis đã sẵn sàng cạnh tranh vị trí ứng viên của đảng Cộng Hòa. Các động thái của ông DeSantis thậm chí khiến cho cựu tổng thống Donald Trump phải công khai đưa ra lời thách thức trong các sự kiện vận động tranh cử tại tiểu bang New Hampshire và South Carolina. Ông Trump cho biết rằng Ron sẽ không phải là thống đốc nếu không có tôi. Khi nghe tin ông ấy có thể tranh cử, tôi cho rằng điều đó rất không trung thành. Theo một thăm dò mới nhất của trường New Hampshire University cho thấy rằng ông DeSantis đang dẫn khá xa so với ông Donald Trump với tỷ lệ ủng hộ là 42% so với 30% cho ông Trump. Ông DeSantis đã bắt đầu làm thống đốc Florida dưới cái bóng của ông Trump, nhưng kể từ đó vị thống đốc đã nổi lên như là một đối thủ chính trị đáng gờm nhất đối với ông Trump trong đảng Cộng Hòa. Ông đã được nhiều viên chức đang ủng hộ, những vụ bê bối và hỗn loạn của ông Trump đã khiến cho các đảng viên nghi ngờ về khả năng chiến thắng của Đảng Cộng hòa trong cuộc đua vào tòa Bạch ốc trong năm 2024. Nhóm chính trị của ông DeSantis đã xác định được những nhân sự tiềm năng ở các tiểu bang như Iowa và New Hampshire. Những tiểu bang này sẽ nổ phát súng lệnh trong các cuộc chạy đua vào tòa Bạch ốc. Theo hai nguồn tin của Washington Post chia sẻ là thống đốc của Florida đang đàm phán với ông Phil Cox và General Pack là hai thành viên chủ chốt trong cuộc tái tranh cử năm 2022 của ông DeSantis về các vị trí cao cấp trong nhóm tranh cử của năm 2024 sắp tới đây. Bên cạnh ông DeSantis thì một loạt các đảng viên cộng hòa khác cũng sẵn sàng tham gia cuộc đua này. Cựu thống đốc của South Carolina là bà Nikki Haley đã có một cuộc thảo luận thân mật qua điện thoại với ông Trump. Bà gợi ý rằng bà sẽ sớm công bố quyết định tham gia cuộc đua tổng thống. Cựu cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump là ông John Bolton đã trả lời với đài CBS rằng hiện nay ông đang xem xét về việc tham gia ứng cử. Ông chỉ trích cuộc tranh cử tổng thống năm 2024 của ông Trump là một chất độc đối với đảng Cộng Hòa. Tiếp nối là bản tin từ California cho biết là công bố nguyên nhân của vụ xả súng ở nông trại nấm. Công tố viên của quận San Mateo là ông Steve Wastaff đã xác nhận nghi phạm Chun Li Yao đã khai với cảnh sát rằng việc bị yêu cầu trả hóa đơn sửa chữa một chiếc xe nâng hàng trị giá 100 đô là một trong những nguyên nhân chính khiến cho người này thực hiện các vụ tấn công trong ngày 23 tháng 1. Ngày hôm đó, thì ông Yao, 66 tuổi, đã xả súng tại trang trại California Terra Garden ở thành phố Half Moon Bay, khiến cho bốn người bị thiệt mạng và một người khác bị thương. Nghi phạm sau đó đã bắn thiệt mạng thêm ba người nữa tại trang trại Concord, gần nơi xảy ra vụ tấn công đầu tiên. Trả lời phỏng vấn của tờ báo Mercury News trong ngày 27 tháng 1, Công tố viên Wattstaff cho biết là ông Giao cảm thấy tức giận vì bị buộc phải chịu trách nhiệm cho vụ va chạm giữa chiếc xe nâng hàng do nghi phạm điều khiển và một chiếc xe ủi đất khác ở chỗ làm. Trong ngày 23 tháng 1, ông Giao đã đến chỗ làm để phàn nàn với quản lý về hóa đơn nói trên nhưng đã bị người này yêu cầu phải trả tiền sửa chữa xe nâng. Theo thông tin của đài truyền hình uh, địa phương cho biết là ông giao ngay sau đó đã rút súng bắn người quản lý và một đồng nghiệp khác. Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình NTVTV TV tại một trại giam ở thành phố Redwood vào ngày 26 tháng 1 thì ông giao cho biết là cảm thấy rất tức giận vì đã bị bóc lột tại trang trại nơi ông làm việc. Trong khi đó những khiếu nại của ông giao thì lại bị các quản lý khác phớt lờ. Cũng trong cuộc phỏng vấn, nghi phạm cho biết là đã sống tại Mỹ cùng với vợ được 11 năm và có thẻ xanh. Tuy nhiên, Giao vẫn còn một người con gái 40 tuổi hiện nay đang sinh sống tại Trung Hoa lục địa. Sau qua bản tin cho biết là cựu Tổng thống Donald Trump lên tiếng về vụ cảnh sát đánh đập Tyree Nico. Cựu Tổng thống Donald Trump đã sử dụng từ ngữ là khủng khiếp trong hoặc kép để mô tả một video quay cảnh năm sĩ quan của thành phố Memphis đánh đập nạn nhân là Tyree Nico. Ông nhấn mạnh vụ tấn công này không bao giờ nên diễn ra. Thông tấn xã AP đã dẫn lời ông Trump cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng Ông nói, tôi nghĩ vụ việc thật kinh khủng, anh ấy đã rơi vào rắc rối, anh ấy bị tấn công dồn dập, điều này đáng lẽ không bao giờ nên xảy ra. Video được công bố cho thấy là Tyree Nico liên tục gọi mẹ khi bị đánh đập cách nhà mẹ khoảng 100 mét. Cảnh sát thuộc Scorpion đã còng tay, dùng gậy baton, súng điện và hơi cay tấn công nạn nhân. Không có một sĩ quan nào ngăn chặn vụ đánh đập hay giúp đỡ cho nạn nhân Tyree Nico. Ông Trump cho biết là việc anh Nico gọi mẹ là một khoảng khắc quá buồn ông nói thành thật mà nói đây là điểm khiến cho tôi nhớ mãi ông Trump không đề cập đến đoạn video trong bài phát biểu ở tiểu bang New Hampshire hoặc là South Carolina những điểm dừng chân đầu tiên trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 của ông cựu tổng thống nhận định là cảnh sát Memphis đã thực hiện một bước đi mạnh mẽ khi giải tán đơn vị cảnh sát liên quan tới vụ tấn công thông đức xã ap đánh giá những bình luận này từ ông trump người đang tranh cử lần thứ ba vào vị trí ứng viên tổng thống và dường như từng khuyến khích cảnh sát đối xử bạo lực với nghi phạm là đáng chú ý Ông Trump tại nhiệm trong một khoảng thời gian khắp nước Mỹ chứng kiến biểu tình sau cái chết của George Floyd trong mùa hè năm 2020. Vào thời điểm đó, cựu tổng thống đã ký xác lệnh cải tổ ngành cảnh sát, nhưng đã vấp phải sự chỉ trích của một số người khi họ cho rằng chưa thừa nhận tính thiên vị chủng tộc hiện đang tồn tại trong ngành cảnh sát. Trong nỗ lực tái tranh cử năm 2020, ông Trump cũng tập trung vào một thông điệp là luật pháp và trật tự, ông nhấn mạnh về sự ủng hộ của ông đối với cơ quan thực thi pháp luật.